Thưa quý vị, đó là những thành tựu y học trong quá trình hội nhập cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Mặc dù là chúng ta chưa thể theo kịp với các nước trên thế giới, nhưng ngành y tế Việt Nam vẫn đang nỗ lực chuyển mình, khắc phục những tồn tại và tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm xây dựng một nền y tế thông minh, hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả, hội nhập quốc tế, giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế hiệu quả cao nhất, mọi lúc, mọi nơi và được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe liên tục, toàn diện và suốt đời. Kính thưa quý vị, hiện nay vẫn có một thực trạng là tại các bệnh viện, thời gian xếp hàng thanh toán viện phí quá lâu và đó luôn là một vấn đề bức xúc đối với bệnh nhân lẫn người nhà. Vì vậy, thanh toán viện phí không tiền mặt là một yêu cầu cấp thiết hiện nay đang được Bộ Y tế chú trọng triển khai trên toàn quốc. Và có biết không, theo như Mạnh được biết thì quy trình hiện nay tại các bệnh viện khám chữa bệnh và thu lệ phí này, viện phí là nó có 6 bước. Nếu mà chúng ta chỉ tính riêng thời gian chờ đợi xếp hàng để mà nộp tiền viện phí này, tiền chi phí xét nghiệm này, tiền chi trả các hoạt động như là cận lâm sàng chẳng hạn đi, thì mất khoảng là 30 phút. Đó là thời gian mà chúng ta tính trung bình thôi nha. Còn những ngày ví dụ là đông bệnh nhân thì thời gian kéo dài hơn, có khi là 1 tiếng, thậm chí là dài hơn. Như vậy thì rất là mệt mỏi đúng không ạ? Chính xác. Kính thưa quý vị, nhưng mà thật may là theo Kim Quốc được biết, hiện nay đã có khoảng hơn 30 bệnh viện đã triển khai các giải pháp, các phương thức thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và đã đạt được những kết quả bước đầu khả quan. Đơn cử như Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Tại bệnh viện này thì bệnh nhân chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR Quick Response trên phiếu viện phí bằng ứng dụng của các ngân hàng có liên kết với bệnh viện để thanh toán viện phí mà không phải xếp hàng chờ đợi lâu, cũng như không phải mang theo tiền mặt. Và để quý vị hiểu rõ hơn về những đột phá của việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, chúng tôi kết nối với ông Trần Văn Đức, trưởng phòng công nghệ thông tin Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Xin chào kỹ sư Trần Văn Đức ạ. Xin chào Kim Cúc và Đức Mạnh. Xin ông có thể cho biết là hệ thống viện phí không tiền mặt tại bệnh viện mình thì đã được triển khai từ khi nào và hiệu quả ra sao ạ? Trong các cái phương pháp, trong giải pháp mà thanh toán không tiền mặt thì ở bệnh viện chúng tôi triển khai khoảng 80 giải pháp. Riêng giải pháp mà thanh toán qua POS hoặc chuyển khoản thì chúng ta triển khai cũng gần 15-20 năm nay rồi. Còn cái giải pháp mà thanh toán qua QR code hoặc ví điện tử hoặc thanh toán trực tuyến cũng như các cửa hàng tiện ích thì chúng tôi triển khai trong vòng 2-3 năm nay. Những giải pháp triển khai đó thì hỗ trợ rất là tích cực cho người bệnh. Người dân đến thanh toán tại bệnh viện, người ta sẽ không dùng tiền mặt nữa mà thanh toán qua cái hình thức là ví dụ như là POS hoặc thẻ hoặc thanh toán một số dịch vụ tiện ích ví dụ như QR code hoặc qua ví điện tử, nó rất hiệu quả, nó tiết kiệm được thời gian của người bệnh. Về phía bệnh viện thì chúng tôi cũng tiết kiệm được cái nguồn nhân lực để phục vụ cho công tác nhân viên thu ngân. Khi chúng tôi triển khai cái hệ thống thu phí không dùng tiền mặt, vấn đề mà thống kê báo cáo theo dõi số liệu được chặt chẽ hơn. Thì ngoài cái việc mà thanh toán tiền ít không dùng tiền mặt thì chúng tôi triển khai một số dịch vụ liên quan. Ví dụ như chúng tôi triển khai dịch vụ đăng ký khám bệnh trực tuyến. Người bệnh không phải đến bệnh viện để xếp hàng từ sáng sớm nữa, mà có thể ngồi bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào, lên cái app của bệnh viện hoặc lên website của bệnh viện, có thể đăng ký khám bệnh trực tuyến. Và khi đến giờ hẹn, người bệnh cứ đến giờ hẹn tới khám thôi. Hoặc chúng tôi triển khai một số dịch vụ để hỗ trợ thêm người bệnh, ví dụ như là tin nhắn thông báo. Như vậy khi người bệnh làm xét nghiệm xong thì chúng tôi sẽ nhắn cho tin nhắn cho người bệnh biết là kết quả xét nghiệm đã có và thông báo kết quả xét nghiệm trên cái máy điện thoại của người bệnh luôn. Cũng như là khi người bệnh chụp kết quả MRI, CT hoặc nội soi, khi vào kết quả xong chúng tôi thông báo cho người bệnh biết là đã có kết quả rồi. Hoặc chúng tôi có tin nhắn để mà hỗ trợ những người bệnh thông báo người bệnh là gì, đi tái khám đúng hẹn hoặc đến nhà khám rồi, hoặc khi một em bé vừa sinh ra chúng tôi nhắn tin cho người bệnh, cho người nhà người bệnh biết là em bé sinh lúc giờ nào, nặng bao nhiêu ký, giới tính nam hay nữ. Hoặc khi bệnh nhân vừa phẫu thuật xong chúng tôi thông báo cho người nhà biết là bệnh nhân phẫu thuật xong lúc nào và tình trạng ra sao, để hỗ trợ những dịch vụ
cho người bệnh được tốt hơn. Mục tiêu người bệnh là gì? Là làm sao là cung cấp dịch vụ tốt nhất để phục vụ đem sự hài lòng cho người bệnh. Về hướng phát triển thì chúng tôi đang phát triển một cái app dành cho người bệnh. Như vậy khi người bệnh đến khám bệnh tại Viện Đào Khoa Dược thì tất cả hồ sơ lưu trữ của bệnh, những toa thuốc, kết quả lâm sàng đều nằm trên cái app này. Và người bệnh có thể là mở app ra thì toàn bộ hồ sơ nằm trên app hết. Và người bệnh có thể là đăng ký khám bệnh, theo dõi hồ sơ của mình, cũng như là những cái dịch vụ mà thắc mắc hỏi đáp thì người bệnh chỉ cần lên app thắc hỏi đáp thì bác sĩ sẽ trả lời online. Xin cảm ơn anh Trần Văn Đức ạ. Thưa quý vị, đối với người bệnh và thân nhân thì công nghệ giúp tăng tiện ích dịch vụ y tế trong quá trình là trải nghiệm khám chữa bệnh, tăng cường giao tiếp với nhân viên y tế và giảm thời gian chờ đợi. Chuyển đổi số cũng giúp các bệnh nhân và nhà nước quản lý hoạt động của bệnh viện một cách hiệu quả hơn. Nhiều bệnh viện đã và đang có kế hoạch để có thể tận dụng những lợi thế về công nghệ thông tin giúp giải quyết những điều tưởng rất xa lạ và khó khăn. Và thưa quý vị, chuyên đề phát triển bền vững kỳ này cũng xin được phép khép lại tại đây. Chúng tôi chân thành cảm ơn thương hiệu DAFA đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình từ đầu cho đến bây giờ. Và quý vị xin đừng quên khung giờ phát sóng định kỳ của chương trình Phát triển bền vững, 8 giờ sáng Chủ nhật cách tuần và phát lại vào lúc 14 giờ 30 phút thứ tư tuần kế tiếp cũng trên HTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ, Kim Cúc và Đức Mạnh thân ái chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.